Đây các bạn xem nha. Tiếp tục, hôm nay mình đã gặp được cái chiếc ghe ngo. Đây là của Địa Muôn các bạn. Đó, thì đội hình là ghe ngo của chùa Địa Muôn của tỉnh bạn qua nha các bạn. Đây thì Địa Muôn nằm về của Bạc Liêu. Đó, hiện tại thì đã tới sông Dùng Riêng. Bây giờ anh em chắc có thể là đang chuẩn bị để test thử trên sông cho nó quen, để ngày mai là chúng ta sẽ vào trận thi đấu rồi các bạn. Thì nói chung là cái địa điểm này thì đợt rồi mình cũng có quay cho các bạn xem, thì đây là một cái địa điểm của Địa Muôn chúng ta năm nào cũng lại dự ngay đây. Đó, thì bây giờ đang chuẩn bị để test tốc độ nha các bạn. Test ở đây hay là dòng đi đâu đây ta? Thấy chuẩn bị giỏ luôn, cũng chưa biết ra sao. Thì đợt rồi là test ngay đây đó các bạn. Wow, đội hình Địa Muôn chiến này đúng là một cái trang phục rất quen thuộc các bạn. Hình như là đợt rồi Địa Muôn của chúng ta cũng mang cái trang phục này. Bây giờ Địa Muôn chúng ta cũng là tiếp tục mang cái trang phục này nữa nha các bạn. Đang chuẩn bị cho một mùa lễ tại huyện Rùa Biển 2024 để coi Địa Muôn của chúng ta năm nay ra sao các bạn. Đội trưởng thổi còi đang điều khiển cho anh em là quay ngược trở lên để test nước xuôi xuống các bạn. Quá lắc rồi. Ở hiện tại thì ngay chân cầu chữ Z của Thanh Hưng, huyện Rồng Riềng nha các bạn. Thì thường năm đó là ghe ngo Địa Muôn năm nào cũng là đã tới đây. Hồi trước thì mình ở trên đây nè, mình đứng ở trên khán giả nè. Đó, được rồi, mình đứng ở trên đó mình quay xuống ha. Chuyến này thì mình xuống dưới cầu mình quay luôn. Rồi, bây giờ có thể test lên nha các bạn. Quá, ghe Địa Muôn này thì mình cũng không có biết tổng được cái chiều dài nó bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cái ghe cũng quá dài, nhưng mà cái ghe quá đà. Tính ra cái hậu đà này quá hay cho cái ghe Địa Muôn, quá đẹp các bạn. Đó, các bạn xem cái mũi của Địa Muôn quá bén luôn ha. Đúng là cái hậu nó đà mà nó nhọn. Đó, bây giờ có thể thì lên trên test trở xuống nha các bạn. Địa Muôn. Quá sung cho Địa Muôn luôn các bạn. Wow, cái hậu ghe Địa Muôn quá dài cái ghe luôn nha các bạn. Ghe này tầm chắc khoảng 29-30 mét luôn đó nha. Dữ lắm cái hậu ghe này dài. Hải hồn. Rồi bây giờ thì lên trên chúng ta sẽ test cho xuống. Đúng là cái mẫu ghe của Địa Muôn quá đẹp các bạn. Cái mũi quá đà luôn ha. Bây giờ thì chúng ta tập trung lên trên đó để test xuống cho nó nước xuôi. Ghe quê luôn rồi. Rồi nó đậu ngay giữa nó cản luôn mới ghê chứ. Giỏi rồi. À, vậy không biết đập cái sạch đâu. Ghe lại rồi. Trời ơi. Nó vô trong mà kinh, vô kinh. Rồi bây giờ xuất phát các bạn. 2, 3, 4. Ây cha, ghe Địa Muôn. Đó, đây là điểm xuất phát đầu tiên của ghe Địa Muôn tại sông Thạnh Hưng Dùng Riềng các bạn. Để coi cái tốc độ của ghe đội bạn như thế nào nha các bạn. Máy dầm của anh em khá đều luôn á. Chạy lùi. Hết hồn các bạn ơi. Quá đã luôn. Cho Địa Muôn.
đang bơi xuôi nước luôn nha các bạn. Rồi, rồi nhảy luôn. Ủa gì đi thẳng qua luôn. Dạ. Đó, đang tập cho quen săn, chứ thật sự ra thì các bạn cũng đã biết các đội ghe chúng ta cũng đã có tư thế chuẩn bị. Đó, ghe đang nhảy. Rồi rồi đi kìa. Quá ghe địa mùa năm nay quá đi luôn các bạn. Quá. Ừ. Đi dục dục luôn. Quá đúng là ghe địa mùa năm nay có khác với năm rồi khá nhiều luôn nha các bạn. Quá nhảy luôn. Quá quyết. Đây là mới tăng đầu của địa mùa. Đúng là khá ấn tượng với cái ghe của chúng ta, nhảy cũng khá hay luôn nha các bạn. Rồi đã xong được một tăng. Rồi tiếp tục test nước ngược trở lên các bạn. Ây chà, cái ghe địa mùa lúc nào cái mỏ anh em cũng khá nhảy luôn nha, cái mũi kìa kìa các bạn. Nhảy luôn. Đang bơi nước ngược luôn. À, như các bạn thấy thì cái nét dầm của đội ghe địa môn phải nói là khá là đều. Bây giờ sự tăng tốc của địa môn cho các bạn. Ây cha, nó nhảy kìa. Hải hồn rồi, xé nước luôn. Dữ vậy ta. Quá whip cho địa môn các bạn. Wow, phải nói luôn. Cách nước ngược luôn đó mà cái chớn đi hải hồn luôn đó. Vậy là cũng như đã hai tăng các bạn. Hay cha, vậy là mấy anh em đang gà lại chắc có thể chỉnh sửa gì không đây, chứ mình thấy cái ghe thì cái độ phóng quá hay rồi. Ghe lại các bạn. Rồi vậy thì đang ghe lại. Rồi bây giờ thì có thể ghe trở lại anh em để chỉnh sửa cần câu ra sao nha các bạn. Thì cũng chưa biết ra sao. Nhưng hiện tại thì mình thấy ghe địa mùa phải nói là cái nết đi cũng là khá ấn tượng. Và cái độ nhảy, độ phóng của ghe quá chuẩn. Chưa có gì là gọi là lạng lách hết ha. Nhảy nhưng mà nhảy quá chuẩn luôn. Nhưng mà có thể là chưa vừa ý của anh em, có thể là vô chỉnh sửa lại hay là sao thì mình cũng chưa biết, để coi sao. Hiện tại giờ đang ghe vào. Ổn quá ha. Tính ra cái hậu ghe của địa mùa quá đẹp, nó quá đồng thanh luôn. Nó đà nhưng mà ghe vẫn nổi nha các bạn. Rồi vậy là kiếm đường tấp vô. Vô các bạn để coi sao đây, không có chỉnh sửa gì nữa hay không ha, chứ mình thấy thì tốc độ cũng quá chuẩn à. Rồi các bạn, đó thì hiện tại mình đang lại tới sông Thành Hưng. Đó thì đây là ghe ngo của là Nha Si mới nha các bạn. Ở hiện tại thì hồi nãy giờ anh em cũng có test mấy quận
nhưng mà cây cần câu chưa đạt, hiện tại bây giờ đang chuẩn bị test lại là có thể là đã chỉnh sửa cây cần câu lại nha các bạn. Bây giờ thì anh em vận động viên đang tập trung xuống để test lại lần cuối cùng, tại vì giờ này thì nói đâu ngay cũng là tầm khoảng 5-6 giờ các bạn, vì bữa nay là chỉ test lần cuối cùng đó thôi, ngày mai chúng ta sẽ vào trận thi đấu. Cái mùa giải thì nó cũng rất quan trọng nha các bạn, để cho nên các đội ghe cũng phải là tranh thủ. Bây giờ vận động viên đang xuống để test lần cuối cùng coi nó ra sao. Đây là ghe ngon nha si mới nha các bạn, còn nha si cũ thì hình như là chưa thấy ghe ga. Hiện tại ghe ga thì mình thấy hình như là ở đây tổng quản có ga và còn mấy ghe kia nữa, còn ở một ghe thì demo, mình cũng đã có quay một ghe demo đã tập chưa biết. Rồi ra quân các bạn. Rồi đây là một trận test cuối cùng của đội nha si mới của chúng ta nha các bạn. Này, đang bơi nước ngược các bạn. Trời ơi. À lực bình không quá. Ai ca. Trời ơi. Đi kìa, lướt kìa. Trời ơi nước ngược đó. Quá lướt rồi. Trời trời nước ngược mà lướt thì ghê luôn. Hãy hồn cái ghe ông nội rồi. Hay cha. Quá wow, các bạn ơi, nha si mới chúng ta hôm nay cái tốc độ phải nói là đỉnh cao rồi. Quá. Wow. Quá đi cái ghe bữa nay. Đúng là ra sông này là mình cảm thấy là cái ghe nha si mới chúng ta thật sự là thấy hơi khác với là tập sông nhỏ nha các bạn. Nước ngược mà anh em mới có lướt nhẹ dầm thôi thấy nó phượt là đã thấy mê. Nhưng bất cứ điều gì cũng sẽ xảy ra các bạn. Chúng ta ngày mai sẽ biết được cái kết quả. Tại vì hiện tại các đội ghe nào cũng đã tranh thủ cho mình một cái lực lượng để giữ dần, để chúng ta cho dự trận đấu ngày mai. Đó, bây giờ là quay đầu lại để test nước xuôi các bạn. Mới test nước ngược thôi mà các bạn thấy anh em bơi phải nói là ghe nha si mới lướt quá mê. Để coi sao. Bây giờ sẽ test cho xuống. Đó, để coi sao các bạn. Xuất phát. Ba, bốn. Bắt đầu đi đó các bạn. Nước suối. Hải hồn. Dữ lắm cái nết đầy ba các bạn ơi. Tính này ghe này lướt dữ lắm lướt nha. Tính này ghe bữa nay thì nó không nhảy như bữa tập nha các bạn, nhưng mà cái độ lướt nó có. Độ lướt mê say luôn á. Độ lướt dữ lắm lướt, coi chớn kìa. Hải hồn coi chớn luôn. Bởi vì bữa nay là ngày cuối cùng và cũng là giây phút cuối cùng luôn nha các bạn. Tại vì á giờ này cũng 5-6 giờ rồi, tối luôn đó. Nhưng mà ghe chúng ta cũng phải anh em gắng nỗ lực để gắng tập. Bởi vì nha si mới các bạn biết cũng đã vắng bóng một thời rồi, hiện tại bây giờ cũng đang trở lại. Bây giờ test nước ngược trở lên lại các bạn. Đó, bắt đầu test trở lên lại nha, nước ngược các bạn.
đường dầm quá ha. Đó, bắt đầu giọt lên nha các bạn, nước ngược. Tăng tốc giây phút cuối cùng coi sao. Bây giờ bên lên bơi lên nước nước sôi để tăng tốc chạy xuống các bạn. Lên đây quay đầu để test nước sôi chảy xuống nha. Sôi nước mà. Đó, quay đầu. Ở đây ông đủ 52 chỗ luôn. Rồi xe gia quy nào rồi. Hai chỗ đủ quân lễ coi hả? Này đâu có ăn gian không gian gì đâu. Chuẩn bị nha các bạn. Chuẩn bị. Đây các bạn, xuất phát. Test lần nữa coi sao. Thôi em lướt dữ lắm, lướt nha, coi lướt kìa, tăng tốc đó các bạn. Con giọt kìa, dữ lắm, hải hồn đúng ra Sóc Trăng mới nó lướt mê quá mê. Rồi quay đầu lại các bạn. Chắc chưa có vừa bụng rồi các bạn ơi, chưa thấy anh em nào hò hét lên hết á. Chứ anh em mà đã đạt được gọi là hò hét đã lắm nha. Chắc có thể là chưa có đạt được, nhưng mà mình thấy cái tốc độ cũng là khá ấn tượng. Ghe thì cái độ chưa có độ phóng, nhưng mà cái độ lướt rất nhanh á. Lướt lẹ lắm lướt. Chắc có thể vô chỉnh sửa lại hay sao đây thì mình chưa biết các bạn. Rồi chỉ vô rồi, chắc có thể chỉnh sửa lại. Thấy anh em cũng chưa có là ăn mừng luôn, chắc có thể là đã chưa đạt được mục đích của mình các bạn. Chấn ghê lắm. Hội chấn đi kìa. Rồi đây các bạn,
Đó, đây thì ghe ngô của là tỉnh bạn Bốt Thum nha các bạn. Thì con Thum các bạn cũng đã biết hiện tại đang đã tới xong vùng riêng Thạnh Hưng, đang test thử tốc độ để ngày mai chúng ta ra trận đấu nha các bạn. Thì các bạn biết Bốt Thum chúng ta đã được rồi, đã đạt được giải tư tại huyện vùng riêng, nhưng bây giờ anh em đang ra quân. Ây cha, các bạn coi Bốt Thum nhảy kìa. Bốt Thum các bạn giải tư huyện vùng riêng, hôm nay anh em đã tới xong, đang test phút cuối cùng hôm nay. Thì Bốt Thum các bạn đã biết, quá wow, có độ nhảy của Bốt Thum kìa các bạn. Đó, hết hồn chưa? Đó, đây là chiếc ghe ngò được rồi, đã đạt được giải tư tại huyện Dùng Điền của mình, đụng ngay với là nhà đương kim vô địch tổng quản. Các bạn, thì tổng quản chúng ta được rồi, đã đạt được giải 3, còn Bốt Thum, Bốt Thum thì đã đạt được giải 4. Đó, hiện tại bây giờ thì đội của Bốt Thum thì cũng tiếp tục lấy chiếc ghe ngò đã đạt giải 4, tiếp tục đi thi đấu tại huyện Dùng Điền các bạn. Thì bữa hôm mình cũng có xuống tại chùa Bốt Thum, mình có quay một chiếc ghe ngò là độc mộc của chùa Bốt Thum. Đó thì không có dự ở Dùng Điền, chỉ để dự ở Sóc Trăng. Đó, hiện tại thì Bốt Thum cũng đã tới dòng sông của Thạnh Hưng Dùng Điền. Bây giờ anh em đang test tốc độ ngày cuối cùng. Giờ này cũng 6 giờ nha các bạn. Gần 6 giờ. Bởi cho nên quay nó cũng hơi tối. Đó, bây giờ thì đang lên trên để test nước xuôi cho xuống nha. Anh em mới test nước ngược đó. Ở đây thì anh em cũng mới tới luôn, cũng mới vừa ra quân luôn. Đây các bạn, Bốt Thum của chúng ta hiện tại anh em đang test cho xuống nước xuôi nha các bạn. Thì mình quay giờ này nó nghe nó cũng hơi mờ, các bạn xem cũng thông cảm nha. Giờ này thì vứt mặt trời, giờ này cũng khoảng là 6-7 giờ rồi đó, 6 giờ mấy luôn á. Bốt Thum của chúng ta làm như đã tới trễ các bạn, bởi cho nên anh em tập trễ. Hiện tại chúng ta tập tại sông là Thạnh Hưng Dùng Riêng, để chúng ta quen được một cái săn để ngày mai chúng ta cho vào trận thi đấu các bạn. Tại vì Bốt Thum được rồi, chúng ta cũng đã đạt được giải tư đó, cho nên Bốt Thum chúng ta cũng phải gắng giữ phong độ, ngày mai cũng là đụng với đội với nhau cũng là khá mạnh đó. Bây giờ thì có thể là Bốt Thum đã tăng nước rút phút cuối cùng coi sao, các bạn biết ra Bốt Thum độ nhảy cũng ghê gớm lắm các bạn. Bây giờ là tăng tốc của Bốt Thum các bạn, ghe cũng đã từng giải tư. Trời ơi các bạn coi kìa, hải hồn chưa, quá đã luôn. Trời ơi, tung nước một cái hải hồn, quả lướt của Bốt Thum luôn các bạn. Quá quyết thiệt, đi dữ lắm, đi kìa các bạn coi đuôi nhảy kìa, hải hồn quá ngoạn mục. Rồi vậy thì quá xuất sắc cho Bốt Thum tại buổi tập hôm nay, thì như vậy thì cũng đã quá xuất sắc rồi các bạn. Chắc có thể thì theo mình đoán thì chắc anh em và nghệ nhân là chắc không thể nào chỉnh sửa nữa đâu. Mình thấy cái độ nhảy của anh em quá phước, quá mượt luôn, quá tối luôn ha, giờ này hơi tối nha các bạn. Rồi bây giờ thì tiếp tục quay đầu lại, có thể test trở lại. Thì ghe ngò này bữa hổm mình có quay thì anh đội trưởng anh cũng có chia sẻ, thì đua ở Sóc Trăng là đội ghe ngò nữ, dự ở Sóc Trăng thì toàn là giải nhất giải nhì không, giải nhì giải ba, còn giải nhì giải ba các bạn. Còn ở đấu tỉnh bạn ở Trà Vinh thì đã đạt được nhất nhì. Quá quyết. Thì ở huyện Dùng Điền cũng đã đạt được giải tư. Bây giờ tiếp tục trận chiến cho mùa giải 2024 tại Dùng Điền nữa, để coi Bốt Thum của chúng ta sẽ đang giữ vị trí là giải tư hay là sẽ vượt lên cao hơn đây các bạn. Thì hiện tại năm nay tại huyện Dùng Điền thì theo mình biết chỉ có là Bốt Thum và nhà đương kim vô địch Cái Đuốc Nhỏ vẫn còn giữ nguyên nhẹn ghe ngò cũ. Còn đề muôn thì mình cũng
có quay nhưng mình chưa có nắm được là điều mùa chúng ta năm nay có đóng ghe mới hay không nha. Còn theo mình biết thì ghe Custom này thì ghe ngò cũ và cái đuốc nhỏ, còn Nha Si mới thì cũng ghe mới, và Nha Si cũ cũng ghe mới, tổng quản cũng ghe mới, và dòng đá phe Cà Tân đó các bạn cũng ghe mới, còn cây chôm cũng ghe mới luôn, cài nhung cũng ghe mới luôn. Tính cả năm nay ghe mới là 90%, chỉ còn lại là mình cảm thấy là có thum và cái đút nhỏ thì ghe ngò cũ. Rồi bây giờ xuất phát cho lên nước ngược các bạn. Cái mẫu ghe của Custom thì các bạn cũng đã biết, mình có quay cận cảnh những cái chiếc ghe ở chùa Custom rất là độc lạ, không có giống ghe ngò ai hết nha các bạn. Đó là tự thiết kế ở nhà và đóng nhà chứ không có mướn thợ. Rồi có thể là tăng giây phút cuối cùng cho Custom. Đó, nước ngược nha các bạn. Bắt đầu độ nhảy của Custom ta đây. Phóng kìa, phóng mà nó đi nha các bạn ơi, phóng mà nó vượt dữ lắm nha Custom mình. Nước ngược luôn á. Wow, dữ lắm luôn ha. Ôi ghẻ nhảy à. Rồi vậy thì quá hoàn hảo cho ghe Custom các bạn. Đó, vậy thì chắc có thể là ghe đã chuẩn rồi, cho nên giờ các nghệ nhân chắc không cần chỉnh sửa nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ giữ nguyên để cho ngày mai vào trận thi đấu tại huyện Châu Viên. Quay đầu hả? Không biết quay đầu hay là quà. Wow, ghe lại các bạn. Rồi vậy thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt các bạn nha. Để các bạn cho mọi người cùng đón xem những video kế tiếp, đó là vào ngày mai ngày 8 tây chúng ta sẽ vào trận thi đấu tại huyện Châu Viên. Lai cam bài chào Lai cam.